Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản triển khai thực hiện kế hoạch số 134 ngày 10 tháng 7 năm 2020 của thành ủy và kết luận số 70 ngày 9 tháng 3 năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể theo đó sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn tư vấn các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện hòa vang tổ chức hoạt động bảo đảm quy định về xây dựng nông thôn mới cấp xã sở công thương nghiên cứu phát triển mô hình hợp tác xã quản lý kinh doanh chợ siêu thị trung tâm thương mại cửa hàng tự chọn hỗ trợ cho các hợp tác xã công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp về ứng dụng máy móc thiết bị công nghệ mới thông qua chương trình khuyến công sở tài nguyên và môi trường phối hợp với các sở ngành quận huyện ra soát quỹ đất tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã Hợp tác xã thuê đất hướng dẫn giải quyết việc giao đất, thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hợp tác xã. Tổ hợp tác quản lý sử dụng theo đúng quy định của pháp luật sẽ xây dựng chủ trì hướng dẫn mô hình hợp tác xã quản lý nhà chung cư.